Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh, cũng như có thể join vào nhóm Telegram và group Facebook để không bỏ lỡ những dự án mình có chia sẻ trên các nhóm hội nhóm nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án nhận được token Paimon Swap đến từ nền tảng Polygon Matic mọi người nhé. Ok, để tham gia dự án hôm nay thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên cái biểu mẫu form này nhé. Ở đây thì mọi người sẽ mở Twitter lên cho mình. Trước tiên mở Twitter lên nè. Mọi người follow Twitter cho mình. Ở đây mọi người bấm theo dõi cho mình nhé. Ok, rồi quay trở lại form tiếp tục này. Join vào kênh Telegram. Ở đây mọi người sẽ tham gia kênh Telegram cho mình nhé. Bấm tham gia. Ok. Rồi quay trở lại này. Retweet tag 3 người bạn. Ở đây mà copy cái headset này cho mình. Chép này, ok. Sau đấy mở Twitter lên. Mở lại Twitter này. Like và retweet ở đây mọi người thích này. Retweet này, tag xem nào, cái bài nào nhiều người. Mọi người retweet bài giúp công người cho mình nhé. Đây, bài này này. Retweet này. Tag 3 người bạn cho mình. Rồi sau đấy tag cái hashtag vào đây cho mình nhé. Ok, sau đây bấm tweet lại. Rồi. Quay trở lại bên cái form này, mọi người sẽ điền thông tin cho mình nhé. Ở đây mọi người copy profile link kênh Twitter của mọi người này. Sau đấy là lấy địa chỉ ví Matic này, Polygon này. Địa chỉ ví Matic thì mọi người có thể vào ví Trust Wallet cũng được, ví MetaMask cũng được nhé. Hai địa chỉ ví, lát nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người lấy địa chỉ ví Polygon Matic ở trong ví Trust Wallet nhé. Nhập địa chỉ nhập username Telegram này. Sau đấy mọi người sẽ điền thông tin dưới này và mọi người sẽ bấm đăng ký nhé. Đây giờ mình sẽ lấy địa chỉ ví này. Đầu tiên mọi người sẽ vào Twitter đó, vào tài khoản Twitter cho mình nhé. Mọi người copy profile link kênh Twitter của mọi người. Ở đây mọi người sẽ bấm vào ba gạch này, bấm vào phần hồ sơ, sau đấy bấm vào phần ba gạch, tiếp đến bấm vào chữ chia sẻ và sao chép link này cho mình, sao chép này. Ok. Quay trở lại bên này. Mọi người gửi profile link kênh Twitter vào đây. Rồi. Ok. Tiếp theo nhập username Telegram vào. Dự án này không có red mọi người nhá, không có red. Rồi, bắt đầu địa chỉ ví này. Thì những ai ở trong địa chỉ ví MetaMask thì mọi người lấy địa chỉ ví MetaMask. Thứ hai, nếu địa chỉ ví Trust Wallet thì mọi người bấm vào Trust Wallet cho mình này. Sau đấy mọi người sẽ lấy bấm vào đây ba gạch cho mình nhé. Bấm vào đây. Mọi người viết cho mình chữ Polygon ở đây, viết cho mình chữ này nhá. Đấy. Sau đó mình bật lên, bật màu xanh này, thanh công cụ màu xanh này, bật lên. Rồi. Quay trở lại này. Thì mọi người sẽ thấy địa chỉ ví Polygon này đúng không ạ? Bấm vào đây. Sau đấy sao chép cho mình. Sao chép địa chỉ ví. Ok. Rồi, khi sao chép xong thì mọi người quay trở bên sang bên này thôi, bên form mình điền vào đây. Đấy. Tiếp theo là tích vào đây cho mình. Tích vào đây, tích vào đây. Đấy. Kiểm tra lại lần nữa chính xác hết rồi thì mọi người sẽ bấm gửi cho mình nhé. Đây, bấm gửi này. Ok. Như vậy mình đã hướng dẫn mọi người dự án nhận token Paimon Swap trên mạng Polygon nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo. Đừng quên cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.